Lời đầu tiên cho em gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị và các bạn, và hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đầu Marang LA8005 Network Audio, một chiếc đầu DAC cao cấp của hãng. Máy về trong tình trạng máy phun thùng xốp, máy đẹp tới 98% và 99%, đầy đủ phụ kiện, sách khiển, dây nguồn đi theo đầu và thùng xốp. Thùng và máy là trùng seri. Đây, đây là phụ kiện của nó này, sách này, dây nguồn này, khiển này. Đây, em sẽ quay qua cái hình thức cho các bác xem. Con này máy về trong tình trạng đẹp tới 98% và 99%. Em cũng đã có ảnh chi tiết ruột gan góc cạnh rồi. Các bác nào có nhu cầu cứ liên hệ với em Zalo số này. Đó, em sẽ liên hệ cho các bác, em sẽ gửi ảnh cho các bác xem qua Zalo. Rất đẹp luôn. Thì con này máy và thùng nó là trùng seri, thì các cổng nó cũng đây. Cái số seri của nó đây là 000219, sản xuất 2016 này.
Đấy, 000219 nhé. Được lắp ráp tại Việt Nam này. Đấy, điện 100V. Đây, thông số kỹ thuật đây. 100V 50, 60Hz, 30W. Đấy. Đây, đường quang vào này, em cắm dây mạng này. Đấy. Một đường USB DAC này. Đường đồng trục này. Ba năng AV Ramni này. Đấy, rất nhiều đường. Con này khả năng chơi được cả mạng này, giải mã DSD, đọc USB, đọc ổ cứng này, đọc file DSD trực tiếp trên máy, chơi music server. Đấy. Kết nối iPhone, iPod, AirPlay này. Đấy, công nghệ DLNA. Đấy, rất nhiều công nghệ khủng. Và con 8005 này nó chạy con IC CS4398 nhá. Con chip này nằm trong con chip con Marang LA11S1, thế nên chất âm của con này nó cực kỳ hay và chi tiết. Thì bây giờ em sẽ test sang phần USB. Đây là cái USB 32GB. Bác nào mà mua đầu này thì em cũng tặng các bác cái USB này. Và chiếc đầu ngoài sử dụng trên điều khiển đây. 1, 2, 4, 5 phím này, lên xuống trái phải Enter. Đấy. Thì các bác có thể sử dụng bằng phần mềm. Phần mềm Marang khi các bác kết nối mạng này. Đây nhá, em giới thiệu cũng chi tiết hướng dẫn này. Đây Marang đây. Đây này. Ra nhận LA8005 này.
Thì ngoài cái chức năng đọc USB, đọc ổ cứng này, kết nối đường quang với TV này, giải mã đường đồng trục và giải mã USB PC, thì tất cả cái chức năng em có test ok. Và có thêm cái chức năng nữa là cái chức năng kết nối iPod với iPhone qua cái dây sạc cắm vào lỗ USB này trước này. Thì chiếc đầu Marantz LA8005 này em bán cho các bác với mức giá là 16 triệu 500 nghìn đồng, máy full thùng xốp, tặng các bác một chiếc USB 32 GB, một sợi dây quang và bảo hành cho các bác 3 tháng. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại Zalo trên là số 0966723489. Một lần nữa em cũng xin chân thành cảm ơn các bác.